gọi như là trường điển thị của văn phòng đại đạo quốc tế Đại học Khoa với các trung tâm, các trường đại học quốc tế khác tại Việt Nam không? Theo mình nghĩ thì cái điểm khác biệt chính yếu của trường đại học Bách Khoa nói chung và của văn phòng đào tạo quốc tế trường đại học Bách Khoa nói riêng đấy chính là cái cam kết rất là mạnh mẽ của nhà trường, của tập thể giáo viên trường, của tất cả cán bộ công nhân trường cho cái chất lượng đào tạo. Và đấy là một cái nét cực kỳ quan trọng. Trường Bách Khoa luôn luôn giữ một cái quy mô đào tạo vừa phải, nhỏ nhưng mà chất lượng cao. Tức là chúng tôi theo cái phương châm gọi là small but beautiful, tức là nhỏ thôi nhưng mà chất lượng cao. Và cái, còn riêng văn phòng đào tạo quốc tế thì sao? Hình thành vào năm 2006, tức là chúng tôi bảo là đến 4 năm rồi. Thì văn phòng đào tạo quốc tế của trường Bách Khoa kết hợp được hai cái điểm mạnh. Một cái điểm mạnh là chất lượng đào tạo uy tín của trường Bách Khoa và cái chất lượng đào tạo của trường quốc tế. Cái mô hình học tập ở đây là mô hình học 2 năm tại Bách Khoa, và sau đó thì các em sẽ qua trường quốc tế học thêm 2 năm nữa để lấy bằng. Và do đó thì các bạn thấy rằng là ở đây nó đáp ứng một cái loại nhu cầu rất là thực tiễn của phụ huynh và các em học sinh là học được những chương trình chất lượng cao lấy bằng quốc tế nhưng mà ở một mức chi phí nó vừa phải. Và để phát triển những cái loại kỹ năng mềm, những kỹ năng như là truyền thông này, giao tiếp này, kỹ năng làm việc nhóm này, kỹ năng xử lý vấn đề, xử lý tình huống này, rất là nhiều kỹ năng thì chúng tôi làm rất là nhiều công việc. Một công việc là đầu tiên là các em được học những cái chương trình gọi là pre-university, tức là chuẩn bị đại học. Ở đó chúng tôi chuẩn bị cho các em các kỹ năng về tiếng Anh và các kỹ năng mềm và các kỹ năng học đại học như thế nào. Thì bạn biết là từ phổ thông vào đại học nó có cái khoảng cách, đúng là rồi các em là vào chương trình quốc tế thì lại còn là người Việt Nam rồi sắp qua nước ngoài, chúng tôi phải chuẩn bị yếu tố đa văn hóa như thế này. And I think has worked really well in the classroom has been the presentations, because it puts the students under some pressure to come up with some ideas. It makes them think about their English, and they have to stand up here in front of me and the rest of the class. And I've seen how much improvement has been made. With each presentation, they have got better. Như thế này, chúng tôi rất là quan tâm đến chuyện là đưa các em, khi mà phụ huynh gửi các em vào đây ấy, không phải chỉ có học đâu, mà phải qua theo một phương châm là học hết sức,
nhưng mà chơi hết mình. Mà chơi rất là quan trọng, và chúng tôi không phải để các em chơi một cái tự phát, chúng tôi tổ chức các em chơi. Có ba cái hoạt động. Một là huấn luyện ở những cái lớp chuyên biệt, kỹ năng mềm. Hai là các em tham gia vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng mùa hè xanh đó, để mà cảm nhận các kỹ năng. Và ba là trong từng môn học chuyên môn. Ngoài ra thì sinh viên bách khoa quốc tế thì còn những điều hướng tới nữa là các em được làm việc trong môi trường đa quốc tế, đa văn hóa. Và do vậy thì cái tính chia sẻ, cái tính thích nghi và cái môi trường mới của các em rất là cao. Nên đấy là một vài cái điểm rất là chính.